Rồi là nói đầu tiên cho Đông Nguyễn chào tất cả mọi người nha. Chào anh em. Chào mọi người. À, giờ này cũng hơi nắng nha các bạn, các bạn nhanh nhanh anh em thông cảm nha anh em. Rồi ok, thì hôm nay Đông Nguyễn sẽ giải thích bảy thắc mắc của rất là nhiều anh em đang hỏi trên kênh nha các bạn. Thì đối với một cây ná tàu và một cây ná xin xin có khác gì không? Đó. Thì trên tay phải mình đang cầm một cái ná Adam V2 ná tàu, cây này nó 350 nha các bạn. Clip 500, ốc màu. Đó. Cầm bụi chim. Và đây là cái ná Adam V1 có giá là 1 triệu nha anh em. Cái này giá với chị nó là 1 triệu bạc. Cầm luôn chim. Và cây này là cây ná bằng titanium, cái này có giá trị đó là 2 triệu nha anh em. Thì có rất là nhiều anh em đang hỏi, đang thắc mắc là giữa cái ná tàu và cái ná mất tiền á, mình bắn cái độ chính xác nó có khác hay là nó tại sao mà nó giá trị nó cao như thế, chênh lệch như thế nha anh em. Ok, thì cái ná tàu, anh em tàu là biết là bên Trung Quốc rồi đó, người ta sản xuất số lượng rất là nhiều và người ta copy đa số là ná của mình nha anh em. Người ta dẫn cái ná, có ná thương hiệu của ta, nhưng mà đa số người Việt Nam mình làm theo thương hiệu của Đổng Nguyễn hoặc thương hiệu của một cái ai đó thuộc mẫu ná của Việt Nam để mình dễ bán, dễ kinh doanh đó các bạn đó. Và đặc biệt của đặc điểm của ná tàu là người ta sẽ bằng inox, inox người ta đổ khuôn các bạn, chứ người ta không phải bằng inox tấm mình cắt ra, cái độ gia công mình rất là sắc sảo nha anh em. Còn ná tàu người ta đổ khuôn ra mà khi mình gia công á, nó có sẽ có rất là nhiều phần cầm thì nó chưa, nói chung là cái này là mình Việt Nam gia công rồi sẽ rất là bén nha anh em. Chung này độ hoàn thiện nó nhìn cũng ok, dành cho anh em mới chơi thì không có cầu kỳ gì, độ khó anh em sẽ không nổi nhiều nha anh em. Giá chỉ có 300 ngoài thôi. Thì hôm nay bây giờ mình làm cái video này, hôm nay mình sẽ test thử ba cái ná từ 350, 1 triệu và 2 triệu. Nó là ba cái này các bạn, coi thử cái độ chính xác nó có giống nhau không nha anh em. Ok, mà anh em theo mình. Là chim cần đi, chim bắn cây ná nào trước? Không được. Giờ đây có 3 sự lựa chọn, đó là 2 triệu, 1 triệu và 350. Quy mình sẽ cho quy test trước nha các bạn. Nó quy hiện tại là quy 350 đi. Thích bắn cái ná 350 đúng không? Cái ná này hiện tại là quy chim xài giống như là quen tay nha các bạn. Đó, còn cái ná này hiện tại quy chim nó cũng chưa bắn lần nào. Ok, chú ba cầm qua hai cái ná này chú ba. Thì đây kia chúng ta có một cái lon treo sẵn nha các bạn. Đó, hôm nay mình test thử cái độ chính xác nha, thì cho quy chim bắn. Đây đó khoảng 18 mét à. Đầu dữ hả? À? Không không không, 13 14 mét à. Nãy mình bước khoảng 16 17 chân chứ mình đóng thì thôi nè, cho 12 từ 12 tới 14 mét á. Nó xa xa đi lỡ hụt đó cũng đỡ mắc cỡ. Có đâu mắc cỡ, ở đây nè. Phan mình sẽ dòm ra cho. Thưa chú ạ. À? Thì sao đi lỡ mình sụt cũng không sao. Đó anh em có lon đây. Ok. Rồi bây giờ cho quy chim test thử cái ná 350 nè các bạn. Sao nó không lấy nét được ta. Cầm lên quy chim, cầm lên quy chim. Rồi quay mặt, à phải lại. Rồi ok bạn. Đây quá đẹp. Rồi bây giờ chim test thử cây ná 350 đi chim. Test mỗi cây 3 viên nha. Rồi. Và là bắn cái nào trúng thì thôi. Ba viên rồi. Chú ba đón thử quy chim bắn mấy viên trúng chú ba. Để coi thử coi. Đi đâu hả? Không biết nữa. Bạn đứng nó bắn không được thì nằm bắn hoặc ngồi bắn cũng được bình thường nha. Rồi. Đó. Sao vô cái cây luôn má. Cây nó mới ghê. Chụp cao với ta. Rồi bạn lấy thử cái ná chịu bạn, của bạn cái ná bạn bắn hoài ơi. Bạn lấy lại cái lòng tin cho mọi người ơi. Gió. Ờ gió gì bắn đi, gió gì đâu mà gió. Trời trời. Cừ giúp bệnh xuống. Bộ bị quýu. Rồi, xong rồi. Như cái 2 triệu bắn mới được hay sao á. Quá dở ha Vin. Nè, cầm cà phê một pha bắn. 2 triệu bắn có khác đó nha. Cố lên
bấn gì đâu mà đi gì chín mươi luôn à mẹ. Nó chín mươi luôn. Bấn một góc thôi, truyền thống là truyền thống. Chưa có quen tự nhiên đổ qua kẹp quấn. Thôi đừng nói thừa, bấn đi. Mình đang test thử độ chính xác nè đối với bạn đó. Rồi bây giờ mình sẽ đặt một câu hỏi cho bạn là giữa cái ná 350 và cái ná 1 triệu hoặc 2 triệu, bạn thấy có khác gì không? Quan trọng là mình bắn thôi. Mình bắn hay bắn dở thôi chứ tôi là tôi bắn không trúng cái nào. Nè bồ bắn ơi, thì cái nào ná nó cũng giống nhau thôi. À, cái ná mất tiền. Đương nhiên mình gia công nó tỉ mỉ thì mình cầm nó sẽ êm tay hơn nha các bạn. Êm tay. À, lâu lắm mình mới cầm được cái ná kẹp. Nắng quá nó chói à. Không chói. Khó nhắm. Không ôm tay cái đó. Nó kẹp đương nhiên sẽ khác mọi cái nó cộng tí xíu. Bắn viên trước viên sau tới mình thấy đêm nhắm thì mà quan trọng mình đi chạy chỉnh lại, còn bị chim nó bắn thì nó không có điều chỉnh các bạn. Thì đương nhiên anh em sẽ không khắc phục được cái điều đó. Nó bình thường thôi. Còn cái ná đây, cái ná 2 triệu với ba cái này 350 nè. Cho xin ba viên nè. Cái này với tới mà ban đầu mình bắn tới nó lợp bên nào thì mình điều chỉnh lại cái góc ngược lại bên đó nha các bạn. Đó, này cái này nó hơi lệch phải tí xíu là cái này nó là cái đầu chạc, hiện tại là chạc cái này nó bằng cái cây ô lông nó nhỏ hơn cái này 1 mm, cái này 76, cái này 75. Đương nhiên mình sẽ chỉnh đường đạn ngược lại qua trái xíu là tôi đang ngắm góc truyền thống của nó. Tí ở đây mình sẽ ngắm nó nhiều bên đây phải xíu nha anh. Đối với đảo mà mấy cái này nó cái nào cũng như ná nát hơn em ơi. Quan trọng cái gia công của cái ná mất tiền và cái ná tàu. Nó tàu mà gia công kỹ thì bắn nó cũng ok chứ các bạn. Là đối với cái ná cột hiện tại cái điểm nhắm nó sẽ khác nữa. Đó, ná cột cái đầu elip đầu nó 14 anh em. Đó. Em thấy cái ná cột không? Đầu nó 14. Điểm nhắm nó sẽ nhỏ lại, bắn sẽ ok hơn. Ôi trời, tung nó nặng. Tung có quy một mà. Bắn bây giờ hôm kia hôm này có quy chim đưa vô gung tay, quá căng rồi. Quy như nó còi nó cắt cục hết thôi. Anh em thấy xuyên cái lung bim nó không nhúc nhích đó anh em. Lung chim nó chơi nó khổ thung nặng, cực kỳ nặng. Trời ơi trời. Vậy đó mà anh em không cảm nha. Giờ này chưa 12 giờ mấy, 1 giờ mà mấy anh em ra đây quay phim nó vào bắn kinh ta. Con gặp giặc rồi con phải vừa người ngồi thêm cái nữa. Lắc. Rồi, chung đối với đảm thì chung là mình sẽ cho anh em cảm nhận như thế này. Giữa cây ná tạo thì anh em nó sẽ không có sự sắc sảo. Đó, khi anh em cầm anh em bắn nha, cho dù anh em gia công như thế nào nữa thì nó vẫn là một cây ná tạo thôi. Đó, còn đối với một cây ná CNC, mình gia công tỉ mỉ, mình cầm, mình bắn thì nó gắt lại êm tay. Và đối với một cây ná mà mình cảm thấy nó vừa lòng, nói chung là vừa cái lòng của mình đi, mình rất là thích cái ná đó thì mình bắn cái cảm xúc nó sẽ mạnh mẽ hơn và cái độ chính xác nó sẽ cao hơn. Còn đối với một cái ná tàu thì anh em bắn cảm giác nó lông bông lắm. Đối với mình là thương hiệu rồi, mình cầm một cái ná tàu qua đường thì không thể nào mình cầm một cái ná tàu. Hằng ngày nó ôm thì ôm dạ. Tay đã lắm. Và cầm mấy cái ná cầm ôm cái kia nhiều, ôm thì nó ôm tay đã lắm. Còn cái độ chính xác hay không là do người bắn. Anh em bắn một cái ná nào cho tới anh em mua cái ná tạo đầu tiên anh em bắn nó sẽ quen cái ná đó phải không luôn. Anh em mua cái ná CNC anh em chắc chắn sẽ tập làm quen đối với một cái ná mới. Nhưng mà khi anh em bắn một quen một cái ná CNC rồi đó, anh em bắn cái ná tạo anh em không thích bắn ná tạo, tại vì đó là đẳng cấp, anh em đặt lên một cái level mới nha anh em. Sao cái viên nào tôi cũng trúng dần nãy quay bắn cái trời má ơi, má xài cái ná ruột của má rồi, ná Adam level 2 limited có xăm một gùi này đó. Có lấy ná đồng bên đây, nó có lấy ná đường được thấy không? À cái đó là của ai lấy bắn đó, tay trái gì má. Trời, tay trái tay phải mới vô đây nè, tay trái thì vô đây má ơi, tay trái vẫn có luôn, tay phải gì mà khỏi chấu được nè. Cái này là bị đứt thun giờ đủ thứ lý do chứ hả. Bây giờ mình sẽ cho chú ba test thử, chú ba hồi xưa giờ chú ba ná ruột chú ba đâu, chú ba mình không nè, giống như chú mình nè, không chịu bắn ná CNC, hay là tại con không đưa ná CNC cho chú. Bắn ná tàu quen. Đối với chú ba là không chịu bắn cái ná CNC, bắn ná tàu. Cái ná này là cái ná hồi xưa mình có gửi cho chú ba,
chú ba xài hung lủng lỗ luôn chú ba chi phải. Nó lủng nãy giờ đấy. Đó. Thôi chú ba bây giờ mình không test nó này, mình test cái nó 350 mình đi. Đấy, 2 triệu mà gõ cộng cộng qua nhóc. Đau tim chim hai chim. Bạn ngửi rồi. Lá tùm lum chân giọng biết để túi sau luôn. Đây là nó tàu luôn nghe anh em. Mình chỉ muốn giải thích cái thắc mắc của anh em cho tới anh em có thích cái lá nào thì anh em mua cái lá đó. 350 cũng được, 1 triệu cũng được, 2 triệu cũng được. Giờ ở đây chỉ có 12-14 mét thôi, 10 mét à. Ừ. Tí xíu mình sẽ xa tí xíu nữa cho cái chim bắn. Xa nó mới trúng sao. Không chú ba bắn lá tàu thấy im á. Vì cho anh em bỏ dép luôn. Giờ phải bắn cái bóp gớt cá lóc xuống à, cái mình có gom cái mình bữa luôn nướng luôn à. Này cũng bên đây mình có nè, chịu thích chịu bắt luôn nó à, đâu đưa nó xin xin chú ba bắn thử cho ba thu phục tụi nó không chú ba. Hồi xưa giờ không chú ba hiện tại là hồi xưa giờ không bắn nó xin xin các bạn, còn nó tàu thôi. Hôm nay cho chú ba bắn thử nó 2 triệu mà chú ba xăm dấu một cái là dễ vậy. Trời ơi, ghê vậy. Đưa trà viên cho chú ba chim. Ná này cầm ôm tay lắm anh em ơi. Chú ba bắn kêu bằng bắn cảm giác luôn, không có nhắm bọng giống như Đông Nguyễn và Quy Diêm đâu. Tôi nhắm rồi má. Quy Diêm nhắm còn hơi lé, Đông Nguyễn nhắm hơi chính xác xíu thôi. Tôi mở mắt rồi bắn luôn nó quê. À, chú bà bắn hay có lý thằng chim mày. Bữa gặp mấy nhỏ hỏi đâu đưa chú ba test thử cái nữa thôi. Mấy nhỏ hỏi chú chim chú bắn rồi chú nhắm sao đó, chú cũng biết chỉ còn sao nữa, chú bắn mở mắt không rồi sao chú chị. Mà nhắm mắt rồi đi còn xa hơn nữa, quên á, nó quen rồi. Sao thầy chú chơi khôn chào chú kỳ vậy chú chim. Trời cái gì này nó nặng à, nó đi mạnh hơn nè. Thì nó cái thùng nó kéo tại tay nó ngắn, tay mình dài gì nè. Cái tay nó con khúc mà mình dương muốn chết. Trời ơi, quay chừng 8 vòng. Này bắn viên kia nó cũng quay đó. Rồi nói chung là cái video này tóm lại thì anh em thích mua cái lá nào thì anh em hãy mua cái lá đó tùy theo số tiền của mình thôi nha anh em. Thứ nhất, thứ hai là anh em mới thì hãy mua cái lá 300 ngoài 400 ngàn, hoặc là mình có loại 300 tới 350 là những cái lá chung có rất là nhiều mẫu. Anh em thích mua anh em inbox cho mình nha. Còn xin si anh em có điều kiện muốn trải nghiệm liền một cái lá xịn thì em dứt luôn, mình có tiền mà. Ok thì khá là lâu rồi, chung là vừa gọi là Đổng Nguyễn cùng tem đi sinh tồn cũng khoảng 3-4 ngày mới về các bạn. Một cái kênh vlog này hiện tại là một bữa đăng ngày thứ bảy mình chưa đăng video nha. Hôm nay mình làm cái video này và mình sẽ cố gắng cách 2-3 ngày mình sẽ lên clip thật nhiều cho anh em xem, anh em nhớ ủng hộ mình nha. Ok anh em chỉ cần xem và like và chia sẻ thì đó là động lực để cho mấy chú cháu mình làm thêm nhiều video nha anh em. Chào anh em. Hello, xin chào anh em Út Phượng, xin chào tất cả mọi người. Út Phượng. Có cu không Út Phượng? Có. Nhưng này chịu Út Phượng rồi. Ủa, Lý Hải chở 7 đâu. Út Phượng đi qua Thái thôi không Út Phượng? Qua Thái Út Phượng? Không. Ok, bye mọi người nha. Bye anh em. Bên kia đang cắt lúa nè anh em, cho nên hơi ồn chút xíu nè, không cảm nha. Ôi giờ này nè anh em thấy không, 12 giờ đúng luôn mà ba chú cháu mình ra đây quay phim thì nó mới sướng. Vòng vòng đây chết đâu có khen mình đâu chứ, cũng có ai thấy đâu, ai đâu đi ra ngoài này chứ.